Dạ xin chào cô chú anh chị nha Hiện tại thì em đang có mặt ở ngay sau nhà này Và trước hình anh chị đây chính là ba con bò được sữa nha anh chị Thì ba con bò này á, thì nó từ 4 tháng cho đến là 6 tháng tuổi nha anh chị Bò này thì đã cứng bò nha Nó đã biết ăn rơm nè, ăn cỏ và ăn cám luôn rồi nha anh chị Bò này thì lớn bò ha, cứng bò nha anh chị Thì ba con bò này á thì để em quay cần lại để cho cô chú anh chị mình coi nè Đó anh chị thấy ba con đều ăn rơm hết nha anh chị Đó, còn xé tích thì ba con thì em cũng đã kiểm tra rồi, tất cả là nghiêm chỉnh ha. sáng mặt xá lưng thì tất cả là nghiêm chỉnh nè. Chân móng trước sau thì ba con đều đứng thẳng nha anh chị, móng sò hết luôn nha anh chị. Thì ba con bò này á thì em đã thương lượng giá quanh chủ nhà hồi nãy rồi thì anh bán mức giá là 5 triệu rưỡi một con nha anh chị, ba con với mức giá là 16 triệu 500 000 nha thì nó nhưng mà cô bác anh chị mình cần xa và mình muốn mua bao con bò được sữa này á mình đem về nuôi bọt béo á thì anh chị có nhắc máy lên và gọi ngay xuống gọi cho em ha đặt cọc em trước 1 triệu đến 2 triệu ha để chúng ta là giữ riêng cho mình là ba con bò được sữa nha nha vậy và em nhắc lại cho anh chị hen là ba con bò này nó đã cứng bò rồi nó đã biết ăn rôm nè ăn cỏ nè và ăn cám luôn rồi nha anh chị thì cũng như là trong hình anh chị quan sát nha tất cả đều đã ăn cứng rồi nha anh chị nói từ 4 tháng tuổi cho đến là 6 tháng tuổi nha anh chị đó 16 triệu 500 ngàn cho ba con đực sữa này nha anh chị thì nếu như mà cô chú chị em mình có mua và thiện chí thì anh chị có liên hệ ngay xuống gọi cho em hen đó thì anh chủ nhà có nói em á thì anh sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây số nha anh chị là bao xe tận nhà nha anh chị 50 cây số nha từ củ chi nè tây ninh nè bình dương nè long an từ đức hòa đức ngoại cứ trong phạm vi là 50 cây á thì anh sẽ bao xe về tận nhà cho cô chú chị luôn ha nên là những cô chú chị em mình đang ở trong phạm vi là 50 cây á thì anh sẽ bao xe về tận nhà cho cô chú chị luôn ha thì em cũng thông báo cho anh chị gần xa luôn ha là phía nay thì em có một chuyến xe giao về bạc liêu nha anh chị là cái lô được sửa hồi trưa em đăng bốn con ha em giao về bạc liêu nha anh chị thì địa chỉ của anh là ở ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nha. Thì anh chị em mà mình đang ở trong phòng quy giờ ấp Bình Thạnh A thì cứ liên hệ trực tiếp ngay xuống khỏi cho em. Vào cũng được bao xe nha. Tại vì phía Nam có một chuyến xe giao về Bạc Liêu là ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu á, em sẽ bao xe cho chị luôn tại vì có một chuyến xe ở khu vực đó nhau trốn chị Đó, và thô đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng chương trình của em tại đây luôn ha. Em chào cô chú anh chị ha.